Cái này cây kim bút nha bạn. Cái bầu đó ở trên. Làm lại cái bầu cho các bạn coi. Cái bầu này nó hơi nghiêng. Đó, nó là phải vậy đó. Cái này nửa đời hương phấn nha. Cái mặt cái lớp da này nó người ta trồng da kim bút nó mỏng. Nên mấy bạn nếu mà mấy bạn trồng là nó bị táp nắng lắm nha, người ta trồng số lượng nhiều rồi một số cây nó bị táp nắng nè. Táp nắng rồi nó vô cái phần này tôi lấy cái máy lũa tôi đánh lại tôi chét keo lại nó kéo da hai cái mép bên đây nè. Nhưng mà nhìn nó có duyên lắm, nhìn nó cũng hay. Táp nắng. Đó, tôi đánh lại mới chét keo lại. Cây này thì cái hoành nó cũng 20 à, 20 mấy á. 20. Trời ơi, chai nước này bạn, nó cỡ cái chai đắp từ thành á. Chiều cao nó khoảng tới đây là khoảng 23 thôi. Cái này cái tàn thì xương xương, mấy cái này chơi giải trí bạn. Chung mình bán nha. Cái này đẹp, cái này nói chung nó có dáng đẹp, đế cũng đẹp. Nửa đời hương phấn. Bị cái trái cái lớp da chỗ này nó cuốn hai mét da. Có thể trái trái chứ nó không bao giờ nó chết được, nhưng mà nó sức sống nó khỏe lắm, sống nó khỏe lắm. Nó cũng bền cây lắm. Nhưng mà chi bọng rồi là mấy bạn phải chăm kỹ nha, chi là nó thường bỏ ngay chỗ đầu cành á. Nó cũng bền, chi nó cũng bền nhưng mà nó cũng hay bỏ chi lắm nha, nếu mà cây nó suy một phần, suy yếu một thời gian là nó sẽ bỏ chi đó, mấy bạn phải chăm chó rồi nó cũng kỹ. Chăm cho cái tược nó xanh mướt á là nó không bị. Kim bút nha bạn, cái này nói chung bán anh em nào mua đồng hồ chơi. Đây cái thang cái phong đẹp, cái dáng cây nó dáng gì này chứ. Nói chung người ta uống hàng chợ thôi, cái này chơi giải trí thôi chứ sau này cành nhánh nó già lên đầy cái phong thì các bạn chơi.